chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tiểu sử người nổi tiếng và sau đây là tiểu sử con đường hoàng lương của trùm Giang Hồ các tiếng xứ nghệ xuất thân trong gia đình có văn hóa bố là cán bộ nhà nước Lại Thế Sơn sinh năm 1976 trú ở xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu Nghệ An học hết cấp ba cũng thi vào trường trung cấp hóa chất Lâm Thao ở Phú Thọ Sơn mong muốn con chữ sẽ giúp mình trở thành công chức nhà nước như bố thế nhưng kể từ khi bước chân đến mảnh đất Phú Thọ Thế Sơn trễ vào bước ngoặt cuộc đời Thỏ sinh viên sống trong khu ký túc xá với bạn học cùng trường, chàng thanh niên xứ nghệ, vốn hiền lành ít nói, bị bạn bè bắt nạt. Những trận đánh hội đồng khiến Sơn ê ẩm khắp người, mỗi lúc đặt lưng xuống giường nằm là cơ thể nhói đau. Ban đầu Sơn còn gắng răng chịu đựng, nhưng mọi chuyện lại tái diễn, thế Sơn quyết một phen ăn thua đủ để dằn mặt lại. Sơn tập trung đồng hương xứ nghệ, tất cả cùng đến đánh cho đám sinh viên kia một trận nhớ đời. Từ đó Sơn không còn bị bắt nạt nữa nhưng cái suy nghĩ kể mạnh là có quyền khiến thế sơn bước sai con đường sơn tiếp tục giao du với đủ loại thanh niên kết nối bề cánh và dần trở thành một tay anh chị từ lúc nào không hay những chuyện bèn bè đồng lứa làm gì không vừa ý sơn sẽ cho đàn em đi giải quyết hộ để thể hiện bò mặt đàn anh thế sơn dính vào ma túy và trở thành con nghiện có tiếng trong giới sinh viên đất phú thọ bấy giờ ngày trở về quê sơn tiếp tục lập hội và sưng hùng sưng bá trở thành đại ca nổi tiếng trên đất diễn châu bên dưới luôn có mấy chục đàn em sẵn sàng ra tay sau câu mệnh lệnh của thế sơn chẳng thế mà chỉ cần có xích mít nhẹ động chạm đến lòng tự ái là sơn cho đàn em cầm kiếm đến xử đẹp có thời điểm đá đỏ ở quỳ châu đang thành cơn sốt sơn tham gia đi đào vàng và kiếm được một số tiền có người gạ bán lại cho cái xe máy ưng con bạch bạch sơn chấp nhận mua sử dụng xe đi ít hôm hư lên hư xuống sơn cùng đàn em tay lăm lăm khung khí đến chém nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Còn Sơn vướng lao lý. Cuối tháng 12 năm 1992, khi đi qua trạm gác trắng đường sắt đoạn ngã ba Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Sơn bị nhân viên đường sắt chặn lại không cho đi vì tàu sắp đến. Chuyện chỉ có thế nhưng gã giang hồ với bản tính hung hãn đã rút kiếm tẩn cho nhân viên nhập viện. Ra tù vào tội cũng chỉ vì bản tính, thích là chém, ngứa mắt là đánh. Sổ đen của công an ghi tên Thới Sơn được liệt vào tốp trên. Có người con lì lợm, bố Sơn và gia đình buồn lòng, khuyên bảo bao nhiêu cũng không được. Để không phải nghe những lời khuyên nhủ của gia đình, Sơn bỏ đi lan bạc cùng đàn em và bành trướng thanh thế hơn. Các phương tiện bắt khách qua lại trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, đều bị nhóm của Sơn làm lục. Tài xế nào chống đối thì khỏi phải nói, làm ăn luôn bị nhóm anh quấy phá. Dần các xe đi vào khuôn khổ phí, chi điều đặn hàng tháng nên tiền nông đối với anh là không thiếu. Kiếm tiền dễ dàng bằng luật rừng, gã giang hồ lúng sâu vào con đường hút chích, nghiện ngập nặng, lần lượt hai người vợ đến với anh rồi ra đi. Con ngựa bắt kham khiến cánh xe trên quốc lộ 1A khiếp sợ ấy lại bị cảm phục trước một nữ y tá đã có một đời chồng và một người con. Hôm đàn em của Thế Sơn bị chém, anh đưa đệ tử vào bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu cấp cứu với thái độ ngông cuồng, yêu cầu phải bác sĩ khẩn trương khâu vá. Lúc đó vào ban đêm, chị Đinh Thị Oanh vừa xử lý vết thương cho bệnh nhân vừa sợ hãi trước sự hung hãn của đại ca xứ nghệ. Theo quy định bệnh viện, những ca nhập viện do đánh nhau sẽ bị phạt 200.000 đồng, nhưng cô y tá không biết mở lời như thế nào với gã giang hồ. Khâu vá xong chị Oanh nói với Thế Sơn, chú ơi, đây là ca đánh nhau đưa vào cấp cứu, tôi đã khâu vết thương giúp em chú, chú đóng tiền cho tôi để tôi nộp cho bệnh viện. Không như chị lo nghĩ, Thế Sơn đã thanh toán viện phí đầy đủ sau lần đó người ta thấy thế sơn lui tới bệnh viện thường xuyên hơn, không phải là đến cấp cứu hay đưa người đi cấp cứu. sơn vào chỉ để trò chuyện ít câu với những cô bác sĩ, trong đó có chị oanh rồi vội vàng bỏ đi. mỗi lần như thế thế sơn thể hiện hình ảnh khác hoàn toàn, ăn mặc chỉnh chu, ăn nói có duyên và còn tiếu táo hài hước. rồi thế nào mà chị oanh lại siêu lòng trước cả giang hồ ngang ngược, bất chấp sự phản đối của gia đình, chị quyết đi bước nữa với anh. ai nghĩ là cưới ông ấy làm chồng đâu, một con người nhà nước lại đi cưới với kẻ giang hồ. Nhưng cách nói chuyện và khiếu hài hước khiến tôi không kìm nén được tình cảm. Ông ấy còn tuyên bố, tôi là của ông ấy, ai mà lén phán đến gần, ông ấy ăn thịt. Hôm nghe tin tôi đồng ý làm người yêu của đại ca Khác tiếng xứ nghệ, bạn bè đồng nghiệp gia đình kịch liệt phản đối, bảo thiếu gì người sao phải đi yêu kẻ giang hồ không nghề nghiệp, tính tình ngang ngược, thích chém ai là chém. Biết thế nhưng trước mắt tôi, chưa bao giờ ông ngang tàn, thậm chí quan tâm và chiều chuộng hết mức. Cái quan trọng nhất, gặp ông tôi thấy vui. Hôm nào ông ấy không đến tôi cảm thấy thiếu vắng. Chị Anh kể lại, khi yêu chị không hề hay biết Sơn bị nghiện. Đến lúc biết điều này thì tình cảm nữ y tá dành cho gã giang hồ kia đã quá nhiều. Bất chấp tất cả, hai người đến với nhau và sinh hạ thêm được hai người con. Tuy nhiên, lấy vợ xong bản tính của đại ca ngày nào vẫn không thay đổi. Sơn bỏ mặt vợ con để cùng đàn em ngang dọc rồi cuối cùng vướng vào vòng lao lý. Sau cú sốc này, nữ y tá không bỏ cuộc mà bền bỉ vào thăm chồng trong trại giam cùng những lời thỉnh cầu mong anh quay đầu lại, tu chí lo tương lai. Nhận ra tình cảm chân tình mà vợ con đã dành cho mình, Sơn quyết tâm từ bỏ giang hồ và cai nghiện, bù đắp lại những gì thời gian qua đã sống uổng phí. Bây giờ về diễn hồng, người ta thấy một thế Sơn đã hoàn toàn đổi thay, mảnh đất của gia đình ngay mặt đường quốc lộ 1A, cạnh cầu lồi, anh tận dụng để kinh doanh hai vợ chồng có cửa hàng buôn bán đủ loại kinh tế gia đình đã đi vào quỹ đào phát triển ổn định kênh tiểu sự thông tin về giang hồ hoàng lương ở xứ nghệ đến đây là hết xin chào tạm biệt